Dạ vâng, em Hùng 179 xin kính chào quý khách. Chào mừng quý khách đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Nha Trang. Hôm nay em Hùng đang có mặt trên con đường Trần Phú thuộc thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Và đường Trần Phú là một con đường khá là sầm uất bởi vì con đường này rộng từ 24 cho đến 30 mét. Những ngôi nhà mặt tiền trên đường Trần Phú này tất cả đều là kinh doanh mua bán. Và ngay vị trí này có một lô đất mà gia chủ đã ký gửi cho bên Hồng bán. Lô đất này có tổng diện tích là 111 mét vuông với hướng Tây Bắc, sẽ rất là phù hợp với tất cả các cô chú anh chị là những người hợp mệnh Tây Tứ Trạch. Với chiều ngang 8 mét, bên hông chúng ta còn có thêm một con đường. Thì lô đất này sẽ rất là tuyệt vời khi mình sở hữu để mình xây nhà hoặc là xây dựng cơ sở kinh doanh mua bán. Bây giờ em Hùng xin phép mời cả nhà mình đừng để mắt màn hình, hãy xem hết video để coi thử em Hùng review lô đất này như thế nào nhé. Dạ vâng, em Hùng xin giới thiệu đến cho cô chú anh chị. Hiện tại là em Hùng đang đứng trên con đường Trần Phú thuộc khu vực Bắc Sông Cái, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Thì đường Trần Phú là một con đường bờ kè được nối liền từ quốc lộ 1A chạy dọc theo sông Cái và nối vào tỉnh lộ 2 nha cô chú anh chị. Dạ, thì khu vực này là một đường trung tâm nên là khu vực này là kinh doanh mua bán rất là sầm uất luôn. Tất cả những ngôi nhà mặt tiền trên đường Trần Phú này đều là kinh doanh mua bán hết luôn nha cô chú anh chị. Quán ăn nè, quán nhậu rồi quán cà phê rồi, kính thưa các loại quán luôn. Và đường Trần Phú này là một con đường hiện trạng á, là rộng từ 24 mét, có chỗ rộng cho đến 30 mét luôn. Là đường rất là rộng luôn. Là đường ở đây là 5 mét nha cô chú anh chị. Dạ. Đây chính là con sông Cái mà em Hùng cũng có thường review những cái lô khu đô thị này sông Cái cô chú anh chị. Dạ. Con sông Cái này là một con sông Cái lớn của huyện Diên Khánh cũng như là thành phố Nha Trang, chảy ra biển. Và phía bên kia bờ chính là khu đô thị Nam Sông Cái Lóc A nha cô chú anh chị. Toàn bộ hết khu vực bên kia là khu đô thị Nam Sông Cái. Và nếu như chúng ta muốn di chuyển về chợ Thành thì mình sẽ đi theo đường này và tới khoảng tầm 50 mét mình cua qua tay trái để mà mình di chuyển lên cái cầu Thành này nè cô chú anh chị. Dạ, cái cầu trước mặt mình nè là mình sẽ đi qua đường Trần Quý Cáp và đó bên đó là chợ Thành nha cô chú anh chị. Từ đây mà đi di chuyển qua chợ Thành theo cái cầu Thành này là chỉ khoảng tầm 300 mét ngay vị trí em đây. 300 mét là mình sẽ tới ngay chợ Thành luôn. Còn khi mà cả nhà mình đi qua cầu Thành này mà nhìn qua bên tay phải thì đó là khu đô thị Nam Sông Cái Lóc B nha cô chú anh chị. Dạ vâng, lô đất mà em Hùng đang mong muốn review mình sẽ di chuyển theo hướng tây này của em đây. Từ đây chúng ta đi tới khoảng tầm 300 mét nữa là lô đất sẽ nằm bên tay phải. Nhưng mà ngay vị trí lô đất là có một đoạn là eo ra thì không được view sông nha cô chú chị. Mặc dù bên tay phải của em đang là sông Cái nhưng mà khi tới lô đất rồi thì lại có một đoạn eo ra khu dân cư ngay chỗ đó nên lô đất sẽ không được view sông. Và đường này cũng sẽ đi ra quốc lộ 1A luôn. Từ đây chúng ta di chuyển ra quốc lộ 1A là chỉ khoảng tầm 400 mét thôi nha cô chú anh chị. Dạ. Và bây giờ em Hùng xin phép mời cả nhà mình hãy đi cùng với em để đi đến lô đất nha. Đây là một con đường khá là đẹp mà em sẽ di chuyển để cho cả nhà mình nhìn xem thử là khu vực này buôn bán như thế nào. Và sản phẩm này sẽ rất là phù hợp với tất cả với cô chú anh chị đang có nhu cầu để mà mình kinh doanh mua bán trên con đường này nha cô chú anh chị. Dạ đây, tất cả những cái cơ sở kinh doanh mua bán đều nằm bên tay trái của em hết. Bên tay phải là view sông nên là buổi tối họ có những người mua bán ở đây họ có thể tận dụng luôn cả cái đường bên đây nếu như có khách đông nha cô chú anh chị. Còn không thì họ sẽ bán ở bên phòng quán của họ thôi. Đây cả nhà mình xem, tất cả những cái quán ở đây đều là kinh doanh hết. Đường rất là rộng luôn, con đường rộng từ 24 mét cho đến 30 mét. Đây, quán cà phê nè, rồi tiệm cà phê nè, rồi quán ăn nè, quán nhậu nè, vân vân và vân vân luôn. Quán nhiều quán luôn. Đó. Anh em thấy không? Hướng này là mình sẽ đi thẳng ra quốc lộ luôn nha cô chú anh chị, đi thẳng ra quốc lộ 1A luôn á. Đó, quán cá nướng nè. Rồi trung tâm tiêm chủng vaccine đồ đầy đủ hết. Đó. Rồi từ ngay vị trí mà em Hùng đứng khi nãy nha, mình đi khoảng tầm 300 mét thôi là mình sẽ tới lô đất. Và trên đường đi gần tới lô đất á, thì em Hùng cũng sẽ dừng lại đây để mà giới thiệu với cả nhà nha. Cái phần đất dư đây như thế này đây. Rồi, cả nhà mình nhìn qua bên tay phải của em đây thì tới khu vực này rồi á. Rồi. Dạ đây, hướng bên tay phải của em nè thì cây cầu ở phía ngồi kia chính là cây cầu sông Cái. Và nếu như mình di chuyển theo hướng tây của em Hùng nè, đi từ đây là mình đi từ Bắc để đi vào Nam nha cô chú chị. Còn di chuyển ngược lại là từ Nam đi ra Bắc lại. Đó là cái cầu sông Cái, quốc lộ 1A á. Dạ. Và đây là một cái phần đất dư, cái phần cỏ như thế này đây nè. Dạ đây, bắt đầu từ cái đoạn này nè. Đó, một cái phần đất dư cỏ lớn kia là
không được view xong nha cô chú anh chị. Dạ rồi bây giờ em Hùng đi tiếp nha. Dạ rồi, tới đoạn này thì là tương đối là vắng nè, đoạn này thì hơi vắng, đoạn này là rất là ngắn, chỉ khoảng tầm 30 mét thôi. Là khu vực này thì em Hùng thấy rào tôn hết rồi nhưng mà không biết là làm cái gì đó, chỉ có một đoạn ngắn như vậy thôi nha cô chú anh chị. Đó, khi mà mình tới đây rồi là bắt đầu những cái cụm dân từ ngay khu vực này sẽ không còn view sông nữa. Và cái nhà hãy để ý xem là cái phần lề ở phía này nè rất là rộng, bởi vì á, theo cái con đường nhỏ trong này nè, chúng ta có một con đường để đi bọc ra quốc lộ 1A lại nha cô chú anh chị. Dạ đây, cái con đường ở phía sau lưng quán cà phê nè là sẽ đi bọc ra lại quốc lộ 1A. Đó, từ ngay quán cà phê này sẽ là một cụm dân cư nên là sẽ không còn view sông nữa. Và lô đất của em Hùng đang mong muốn review sẽ nằm bên tay phải của em, ngay kế bên quán cà phê Khoảng Dừng nè cô chú anh chị. Đó, ngay quán cà phê Khoảng Dừng nè, tới xíu nè, đó, lô đất của mình này đây. Dạ vâng, em Hùng xin giới thiệu đến cho cả nhà mình lô đất mặt tiền đường Trần Phú, tổng diện tích là 111m² với chiều ngang là 8m. Lô đất mình có hướng là Tây Bắc nha cô chú anh chị, rất là phù hợp với tất cả quý cô chú anh chị, những người hợp mệnh Tây Tứ Trạch, bao gồm là hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và hướng Đông Bắc. Lô đất của mình có một cái lề đường rất là rộng và ở trước có một cái cây xanh. Dạ, lô đất của mình là lô gốc nha, ở phía bên hông chúng ta còn có một cái con đường để đi ra cái nhà ở phía sau nữa. Thì con đường này nằm trong sổ hiển thị luôn là lô đất của mình là lô gốc. Và chiều ngang 8m sẽ được xác định là từ cái hàng gạch này nha cô chú anh chị. Dạ, từ hàng gạch này chúng ta sẽ kéo ngang qua bên kia 8m và ở chiều dài sẽ là bằng tới cái tường gạch ở phía sau nha cô chú anh chị. Dạ, bên này là chúng ta có một cái đường để mà đi ra một cái quán nhậu phía sau nữa. Dạ, chiều dài của mình là sẽ tới đây. Dạ đây, tới ngay cái tường gạch này. Đó là chiều dài của lô đất mình. Và em Hùng thấy là ở phía trước á thì đất là khá là bằng phẳng với lại đường, nhưng ở phía sau thì nó hơi thấp nha cô chú anh chị. Thì phần này nếu như mình mua về mình xây dựng thì mình sẽ cải tạo mặt bằng lại thêm hơn cô chú anh chị ha. Dạ, đó, đó là chiều dài của lô đất mình với chiều ngang là 8m. Dạ, 111m². Chiều ngang 8m thì chiều dài sẽ khoảng tầm 16m thôi cô chú anh chị. 16 mét mấy á. Dạ vâng, trước mặt mình là đường Trần Phú đây. Đó, đối diện là đều là cơ sở kinh doanh hết. Bên này là quán cà phê Sinh Tố. Đó, lô đất của mình á, là cách một lô nữa là tới quán cà phê Khoảng Dừng nha cô chú anh chị. Bên này cũng là kinh doanh mua bán luôn, rất là tuyệt vời và sầm út luôn. Từ đây chúng ta sẽ kéo ngang qua 8m. Và chiều ngang 8m sẽ được xác định là khoảng tầm tới đây nha cô chú anh chị. Dạ, em Hùng trẻ ướm thôi, ướm chừng chừng thôi. Rồi khi nào mà mình mua thì bên chủ người ta sẽ có đơn vị địa chính để tới đo vẽ với mình lại nha cô chú anh chị. Dạ, khoảng tầm 8m là tới đây. Rồi cái lô đất mà trên cái phần đất sổ này sẽ là một lô nữa. Ở đây chúng ta có hai lô, và lô mình là lô gốc nằm bên đường bên kia, còn lô này thì lô chính giữa nằm ở giữa quán cà phê và lô đất của mình. Cái phần cái phần ranh giới với tiếp giáp với đường của mình sẽ được xác định là tới ngay cái đoạn lề đường này nha cô chú anh chị. Dạ, từ đây trở vào nha là phần ranh giới đất của mình, còn trở ra là lề đường của nhà nước. Ở đây là cây xanh rồi rất là nhiều nên là nếu như chúng ta kinh doanh mua bán thì ở đây nó sẽ rất là mát mẻ. Mặc dù là hướng Tây Bắc nhưng mà nhờ vào cái cây xanh này nó sẽ che mát bớt cho không gian quán của mình. Đây, cả nhà mình xem, khu vực này là đất thuộc thị trấn Diên Khánh nên là đất ở đô thị nha cô chú anh chị. Dạ đây, đó, từ đây chúng ta đi thẳng đây khoảng tầm 150m nữa là mình sẽ ra tới quốc lộ 1A. Và từ đó chúng ta có thể đi đến trường trung học cơ sở Trịnh Phong nè, trường trung học cơ sở Hòn Hoa Thám nè, rồi bệnh viện nè, chi cục thuế nè. Thì bệnh viện huyện Diên Khánh sẽ nằm theo hướng Tây này nha cô chú anh chị. Nên là lô đất này rất là nhiều những cái tiện ích đời sống hàng ngày, trong cái phạm vi khoảng tầm từ 800 cho đến 1km thôi là sẽ đầy đủ luôn. Ngân hàng nè, rồi trung tâm hành chính của Diên Khánh nè, rồi thành cổ của Diên Khánh vân vân, rất là tuyệt vời. Pháp lý thì là sổ hồng chính chủ, mua bán công chứng được ngay luôn. Dạ vâng, em Hùng xin chân thành cảm ơn cả nhà đã dành chút thời gian xem em Hùng review lô đất 111m², tọa lạc tại đường Trần Phú thuộc thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Với giá bán cho lô đất này là 4 tỷ 100 triệu, chia ra là khoảng tầm 37 triệu trên 1m². Giá bán trên gia chủ sẽ còn bất lọc và thương lượng với mình khi cả hai cùng ngồi đàm phán với nhau. Lô đất này có được 50m là đất ở đô thị, phần còn lại là cũng đã được qua đất ở luôn nha cô chú anh chị. Dạ vâng, nếu như cả nhà mình quan tâm, xin hãy vui lòng liên hệ với em Hùng qua số điện thoại có trên màn hình, hoặc có thể kết bạn Zalo, em Hùng sẽ gửi vị trí cũng như là sổ hồng pháp lý qua để cả nhà mình cùng tham khảo. Dạ, em Hùng xin chân thành cảm ơn và xin mến chúc cho mình nhiều sức khỏe, nhiều thành công và nhiều hạnh phúc. Hãy nhớ nhấn đăng ký kênh của em
để có thể cập nhật được những bất động sản tại thị trường tỉnh Khánh Hòa nói chung, thành phố Nha Trang và huyện Nha Khánh nói riêng khi em Hùng quay review và đăng tải lên kênh YouTube. Dạ, em Hùng xin chân thành cảm ơn và xin kết thúc video ngay tại đây.